Mama Sam. Mama là má đó. Mama Sam. Tức là cái người ở. Cái đàn bà mà ở dọn nhà, dọn cửa, nấu cơm, nấu nước mà cho mấy người mà da trắng, mà Mỹ, lính Mỹ nữa, nó đi lính ở Việt Nam hay là này kia. Thì nó kêu Mama, Mama, nhưng mà là Mama Sam. Má ơi má, nhưng mà má Sam. Yeah. Có nghĩa là bà vú hay là chị ở, con sen. Là kêu là Mama Sam. À. Còn nếu mà kêu mà cái người lái xe là quét nhà hay làm vườn này, thì Papa Sam nha. Đầu năm cuối năm thì mình sổ xuôi học hết mấy chữ xấu vậy nha. Papa Sam. À, ví dụ nó kêu mà Mỹ nó kêu, ví dụ nó gặp mình là hey, Papa Sam, là mình đừng có tưởng là nó nịnh mình đâu, kêu đó là nó hổn đó. Papa Sam tức là những thằng Mỹ đó, những đứa mà còn đồ ấp thực dân đó, kêu là Papa Sam hay là Mama Sam. Cũng như là Mỹ mà mình không ưa nó thì mình tham kêu Mỹ, mình kêu bằng mẻo thì nó là Yankee. Yankee. Không biết phải Yankee vậy không nữa. Yankee go home. Yankee là mẻo. Yankee go home. Mỹ, đi về nước đi mày. Yankee. Tụi Mỹ Tây Cơ đó, nó ghét, nó kêu tụi Mỹ là Yankee. Mẹ kêu là Yankee. Còn Mỹ mà nó ghét Mỹ Tây Cơ, nó kêu với mẹ là Mexico. Chắc là Mexico. Biết sao nè? Không phải là biết Mexico. Actually, it's Mexico, but it's pronounced Mexico. Oh, yeah. Mexico. Mexico. Nó không đọc là Mexico, là Mexico. Nó đọc trại là tức là khinh. Khinh cái anh Mỹ, anh Mẹ. Người Mẹ. Mà nói chung thì nó gọi là Việt Nam hay là Tàu, Đại Hàn đó là Chinito. Chini là China đó. Yeah. Cooks là cũng là cái loại xấu ha. Charlie's là loại là giống như loại Việt Cộng á. Cooks, Charlie. That's for VC. Là ít cái VC, nó VC thì chỉ sau. Nhưng mà nói chung hết là đánh giặc với nó. Để nó gọi là Cooks hay là Charlie. Japs là Nhật Bản. Japs là đánh nó mạnh nhất. Còn Chinito là đánh ở Việt Nam. Yeah. Ok. Học sơ về nước Mỹ cho nó vui, vậy có ai thắc mắc đi làm gặp có bây giờ nó dùng chữ nào khác nó gọi mình không? Spit. Nó kêu mình này mình đi thưa được á nha, chứ là nếu mà nó nói mình là đi thưa kỳ thị đó nha. Bây giờ luật Mỹ nó có nhiều cái khó lắm, đi làm trong sở mà thấy có cái cô đó mặc bà giám đốc mà mặc đồ đẹp mà khen bà cái bà đi thưa mình. Ông được khen, tôi mặc đẹp kệ tôi, bộ anh tính khen tôi đẹp, anh trưa anh mời tôi đem cơm hả? Rồi trưa mời ăn cơm, rồi tối anh mời tôi lên giường hả? Cho nên đừng có khen. Mà mình Việt Nam mình đi làm á, mà mình muốn khó tính mộng chủ khen mình á, cô bên này mặc áo đẹp quá, là thừa, đó là sexual harassment á. Là sexual harassment. Bảo vệ nhân quyền, mà mình thương mấy ông cũng khen mấy ông cũng được đấy. Vô gặp giám đốc, ôi, you are very handsome là không được rồi. Ông đẹp trai quá cũng được. Cũng nó đi thưa mình được nữa. Sexual harassment. Nói tóm lại là đừng có khen gì hết trơn. It's okay. You gotta be more than that. Thân thiết thì thôi chứ mẹ không, mà nó mỗi cái là nó có thể nó bắt lỗi được. Ok. Có gì về nước Mỹ nào? Nước Mỹ có Uncle Sam, mình biết chữ đó không? Rồi, Uncle Sam là nước Mỹ đó. Uncle Sam, take all your money. Uncle Sam. Tại vì đây mình có mấy chữ Sam rồi học cho biết. Mama là má, papa là cha, Uncle là chú. Mà Uncle Sam là chú Mỹ, là nước Mỹ đó. Ví dụ nói là Uncle Sam wants you, là nước Mỹ cần anh. Thế nó vẽ mấy cái... cái hình mà bắt lính á, đi chuyển bộ lính, nó vẽ cái ông Mỹ đội cái nón cao có cờ Mỹ để chuyển cái nón á, áo này ngôi sao ngôi xếp ngôi mũi dài chỉ tới này. Uncle Sam wants you, tức là tổ quốc cần bạn. Uncle Sam nhé.
Cho nên nhiều khi mình nghe Mỹ nó nói chuyện đó, I don't pay tax to Uncle Sam. Tôi không đóng thuế cho Uncle Sam. Tức là tôi không có đóng thuế cho nước Mỹ đâu. Yeah. I don't want. Khi mà dùng cái chữ như vậy có tính cách mỉa mai, nói không có kính trọng, nghe không? Nhưng mà đừng có viết lên văn tự, cái đó là mình nói với nhau thôi, chứ không có viết thành gửi thơ Tổng thống Mỹ là Dear Uncle Sam. Dear Mr. President. Chứ đừng có Dear Uncle Sam. Yeah. Nhiều người cái dịch hay đùa nó là dịch là bác đó, Uncle là bác, là chú gì nữa. Yeah. Chú Sam, bác Sam đó. Hồi đó nói đây, ôi ở nhà có bác Hồ, qua đây có bác Sam. Hãy đùa như vậy đó. Tại vì anh cơ là bác, là chú, là cậu, là dưỡng. Đủ thứ hết nè. Anh cơ là bác nè, chú nè, cậu, dưỡng nè. Hết rồi. Còn mợ là gì? Mợ là auntie. Anh cơ là auntie, aunt. Em đã viết bài báo. Em đây là có khi là auntie. Mợ ơi thì kêu gì auntie chứ không có kêu là em. Cô ơi auntie, đó có cái tì đằng sau nó kêu. Nhá chịu à? Cái đầu à đúng rồi, cảm ơn luôn. Thank you. Nhắc giùm tôi nhé. Hai đồng luôn. Đi đứng gần quá nhiều khi không thấy cơ mà. Out ha, chữ đó đọc với tôi đi. Out, out, out. Thành đơn vị vậy nó mới thành auntie đó. Yeah. Out là cô thím mợ gì. My out là cô tôi, thím tôi, mợ tôi, gì tôi, my out. Nhưng mà nếu cô ơi thì auntie. Cái thêm cái y đằng sau. Và nhớ giống như là chị John á. Tên là John mà kêu bằng John để kêu sao? Johnny! Đó, thêm cái y đằng sau. Dad là bố. Daddy là bố ơi. Má là mẹ, mom. Mommy, má ơi. Cái chữ y đó là giống như để mình kêu, nghe không? My mom mà kêu mẹ thì mommy. Daddy. À. Mommy, auntie. Ân cơ, không có kêu là ân kì. Tôi không biết kêu bằng gì nữa. Ân cơ. Gai. Rồi, mình nấu cho nó máu ha, không rồi hết giờ tôi. Cái này cái bài phim quốc tế này tôi in ra để nhắc lại bạn nào chưa, bà sao mà chưa có thì có mà học ha. Thế này là, nó có 2 trang thôi, này là nửa trang rồi. Yeah. Nửa trang. Nè, mấy cameraman có cái tờ này không? Chỉ là đằng khi về là ôn lại cách đọc một chút. Quý vị về mua từ điển á, để mà biết cái cách đọc á, thì mấy cái cuốn từ điển, lựa cuốn từ điển nào, đa số nó đều có phim quốc tế trong này đó. Thì đây mà cái nét ban đầu, mà cái hàng, cái cột thứ nhất đó, cột thứ nhất đó là phim quốc tế đó, những cái dấu hiệu viết, nó rất giống với Việt Nam mình. Rất giống với chữ quốc ngữ luôn, nghe không? Mình rất khen à, mấy ông cố đạo đó, ông lập ra cái chữ ngữ mình đó, nó cũng based trên mấy cái nét này. Đó, thành ra khi nào mình thấy cái chữ mà chữ C viết ngược đó thì đọc là gì? O, nghe không? Tức là, đó là ví dụ như chữ, họ viết cái chữ box. Thế nào cột số 2 mình thấy chữ box không? BCKS.